các bạn là người ta bơm chấu bằng máy các bạn, nó chấu rất luôn, một ống thịnh lên dẫn lên trên nhà máy rồi nó chạy xuống cái cối bơm chấu như này nè. Nó chuyền cái ống này nó đi theo rồi đó đâu à, từ bây giờ là cái đâu đó, đó. Giờ cháu không còn gánh nữa các bạn, bơm một máy không ạ, cha nó có tổng gáp các bạn, nó bơm từ chỗ mũi á, cái mũi đó, đó cái mũi đó, rồi nó lần lần lại sao, là dung lên thôi, không gấp nên nó có cái độ rẻ này, nó có độ rẻ, kéo này, nó vòng tới đằng này luôn, chừng nào đầy nó ngưng nhưng mà, thấy là có lần thấy câu, con cháu nó lòn lên không, đó nó chạy lòn. Các bạn nhìn kỹ là thấy nó cháu nó chạy lên đấy các bạn, nó chạy như nước nha các bạn, mà không có bụi nha, hay cái là không có bụi nha các bạn. Bây giờ không còn gánh nữa nha các bạn, chỉ là bơm bằng máy không nha, bởi vì người ta gọi là thời đại 4.0 các bạn ơi. Theo mình độ cái này nếu mà nó bơm cỡ đầy ghe này khoảng tiếng hồ rồi đầy các bạn, chứ hồi xưa gánh đầy ghe là từ mấy tiếng hồ mới rồi các bạn, công nghệ gì quá cái táo tăng mà. Ở đằng sau nó có một cái cối á, cái cối là giống như cối xây lúa mình xưa vậy đó nha các bạn, cối cực kỳ hay luôn các bạn. Ở đây là một vùng quê các bạn, vùng quê đất An Giang các bạn, quá trời hay rồi. Hồi xưa mình cũng có đi gánh chấu nữa các bạn ơi, đi gánh chấu mà gánh nó kiểu bằng cần xé, không phải như bây giờ. Cực kỳ đẹp luôn. Cái tên cái ghe này là Phước Duyên nha, ba nha các bạn. Hồi xưa cháu thì không ai xài rồi, tới mùa vụ lúa mà xây là thả trâu sông bền đầy sông như bèo nguyên các bạn, nhưng bây giờ cháu nó dùng đủ thứ nha, nó hút rồi nó mua hết. Ví dụ giờ cháu giờ nó sản xuất được củi cháu nè, rồi cháu nó đem cho lò gạch nè, ở đem cho mấy cái lò sấy sấy lúa nè, cái gì nó cũng tận dụng cháu hết. Cháu giờ không còn mà thả cháu như ngày xưa nghe các bạn, cháu giờ nó cũng quý lắm. Thường thường đoàn hồi lúc trước mình có nghe ông bạn nói là cháu mà một đống cháu cao cao ở bằng cái nóc nhà mình là đổ chiếc tam lửa đó, tam lửa ở đó là ba mấy triệu, hồi xưa là mười cây vàng đó các bạn, cháu có quý gì đâu mà. Thì ha các bạn, cái hàng nghe hàng cái máy nó chạy các bạn, nó từ một đúng là công nghệ 4.0 rồi. Thôi vậy mình cũng xin tạm dừng clip này các bạn, hẹn gặp lại clip sau. Cảm ơn các bạn nhiều đã xem ủng hộ xem video của mình nha. Bye bye các bạn nha. Nhớ đăng ký và like, share, chia sẻ giùm mình. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, xin tạm dừng clip này.